Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Tiến Dụng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Tiến Dụng giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ karaoke gia đình cao cấp. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm một đoạn test karaoke, sau đó Tiến Dụng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Internet thông qua giải mã Tốc bình D50S. Rừng lá xanh xanh cây thụ đường đi, thành phố sau lưng ôm bóng hương. Tôi là người đi chinh chiến dài lâu, nên bọng bóng hương đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ mấy thu tay cô đã vừa ra, chọn niềm yêu anh linh cô xa nhà. Giữa rừng già vang tiếng hát thật nhưng giữa sự già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người giết rằng đang trên đời khi buồn lầy còn hoa xa xa ao xanh trong khói sông say đời mắt buồn thầm bất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng yêu bên anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che mít đường về một hoa. Sao không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa. Hãy hát cho những người vừa nằm xuống. Đó là chiếc micro Mango, hàng chính hãng của Trung Quốc, dây Pro N của Ý, do Tiến Dụng thi công, có chiều dài 5m. Mức giá của chiếc micro này là 900.000 một cây, Tiến Dụng bao phí ship toàn quốc. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ bao gồm 3 thiết bị. Đầu tiên, nguồn phát đó là một chiếc đầu giải mã DC thương hiệu Tobin model D50S. Thiết bị này là giải mã Hi-Res Audio âm thanh chất lượng cao, có đạt tiêu chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Thiết bị này giải mã tối đa lên đến 32 bit và DSD512. Toàn thân nhôm phay. Giải mã này có hai màu, màu đen và màu bạc. Hàng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có đầy đủ các dấu hợp chuẩn CE và FE. Mới 100% nguyên hộp. Tobin D50S nguyên hộp, nguyên siêu. Sản phẩm này được bảo hành 12 tháng chính hãng. Với Tobin D50S, Tiến Dụng đang phục vụ với mức giá 5.200.000, bảo hành 12 tháng. Và Tiến Dụng đang có chương trình khuyến mại quà tặng, tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý, có chiều dài 80cm, trị giá 450.000. Một bộ dây quang trị giá 150.000 và một cục sạc adapter. Ba món quà này trị giá 700.000, kèm với bao phí ship toàn quốc. Và thủ tục mua sản phẩm này rất đơn giản. Quý vị và các bạn có thể đặt cọc 1 triệu hoặc chuyển tiền trước một lượt 5,2 triệu, thì Dũng sẽ ship đến tận nhà. Sản phẩm này thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, kết nối với TV, kết nối với điện thoại, kết nối với máy tính. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay, thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly huyền thoại của thương hiệu California. Đó chính là chiếc California Modern Pro
128E. Đây là một chiếc âm ly huyền thoại của thương hiệu California. Chiếc này chỉ đứng sau chiếc 568E. Nó cao cấp hơn 88S, cao cấp hơn 128B, cao cấp hơn 468. Chiếc này chỉ là đàn em của 568. 568 là hết số của California. Với chiếc âm ly này có tích hợp Digital Eco Stereo Amplifier, tức là âm ly có tích hợp phần âm thanh vang số ở trong đây. Chiếc này đặc biệt với chức năng Equalizer 10 cần, tần số hoạt động từ 63Hz cho đến 16kHz. Coi như anh em mua chiếc âm ly này thì sẽ có luôn một chiếc Equalizer nằm ở trong đây. Chiếc này có hai ngõ micro. Tình trạng hàng zin tuyệt đẹp. Đây là phần nội thất của máy. California Pro 128E sử dụng hai men độc lập, mỗi bên là hai sò MOSFET JK. Tổng cộng là 4 sò MOSFET. Và đây là phần Pre Amplifier, phần vang của hệ thống ly này. Dây đặc linh kiện cao cấp. Đây là giao diện phía mặt sau của chiếc ly này. California Pro 128E. Máy sử dụng điện 220V, hàng Design USA. Chiếc này là hàng của Mỹ và được sản xuất tại Korea. Anh em có thể gọi là âm ly Mỹ hoặc âm ly Hàn Quốc đều được. Công suất nguồn là 500W. Công suất ngõ ra là 100W trên một kênh 8 ohm. Quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng loa bầu có bát 20cm là vừa. Mức giá của chiếc này là 18.500.000. Đây là phần vỏ của máy California Pro 128E, tình trạng zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, mức giá 18.5. Tiếp theo phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Boston Audio model BA1000. Chiếc này với công suất nguồn là 480W, có chức năng tương tự như chiếc bên đây nhưng không có equalizer. Công suất nguồn 480W. Công suất ngõ ra loa khoảng 100W trên một kênh. Chiếc này có thể chơi được hai cặp loa. Hai ngõ vào, có ngõ xúc ra loa xúc. Chiếc này hàng Made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc. Hai ngõ micro chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Mức giá 6 triệu. Tất cả bao zin, bao đúng hàng bãi Hàn Quốc xịn. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu dây Pro N của Ý, là dây loa và dây tín hiệu. Các mẫu dây loa Pro N của Ý thì Dũng nhập nguyên quận Amazon về, hàng Made in Italy. Với một bộ như vậy, mỗi bên thì Dũng đã thi công sẵn lên, có chiều dài mỗi bên là 2.5m, được thi công với rắc bắp chuối hoặc rắc mỏ chim hoặc rắc càng cua, với mức giá là 800.000 trên một bộ, thì Dũng bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo phía bên đây là những dòng dây tín hiệu, bao gồm dây AV, tức là 4 đầu bông sen, dây ba lăng ra AV và dây ba lăng ra ba lăng. Những dây này phục vụ cho việc kết nối giữa các nguồn phát như đầu đĩa xuống âm ly, như vang xuống âm ly, vang xuống cục men power và dây kết nối từ các thiết bị ra loa xúc, vân vân. Với chiều dài 1m, dây Pro N của Ý do Tiến Dũng thi công lên các đầu rắc vừa kể trên, mức giá 500.000 một bộ. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và tiếp theo phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa cao cấp của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Đó là mẫu loa Bow 4.2 Series 2, hàng Mỹ, sản xuất tại Mexico. Mẫu loa này rất đặc biệt của thương hiệu Bow. Dòng này có kiểu dáng sang trọng, phần thùng được trang trí bên ngoài bằng Simply màu vân gỗ. Loa sử dụng một loa bass loại 20cm và hai loa chép giấy loại 8cm. Đó là mẫu loa Bow 4.2 Series 2, hàng sản xuất tại Eslogin, Mexico. Tiến Dũng đang sử dụng một dây loa Pro N của Ý như vừa giới thiệu, mức giá 800.000 một bộ. Cặp loa tình trạng hàng bãi, Z
zin đẹp xuất sắc. Đây là thùng loa bên đây 4.2 series 2. Cặp này có mức giá và level đẳng cấp cao cấp hơn cặp 3L1 series 3 của thương hiệu Bose. Cặp loa tuyệt đẹp, tình trạng hàng bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Series trùng số đúng cặp. Mẫu loa 4.2 series 2 có công suất tối đa là 150W trên một thùng. Dòng loa này thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke giải trí gia đình trong các không gian tầm dưới 30m2. Anh em có các không gian lớn hơn có thể sử dụng thêm một cặp nữa, tức là chơi hai cặp hoặc kết hợp thêm một loa superwoofer, một loa siêu trầm. Mẫu loa Bose 4.2 series 2, tình trạng hàng bãi, zin đẹp, mức giá 17.500.000. Đây là e-căng của mẫu loa này. E-căng bằng lưới vải màu nâu. Và những dòng giải mã DAC cao cấp như của Fio, của Tobin và của iFi, các dòng chuẩn Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng cao, Tiến Dũng đang phục vụ rất nhiều ở đây. Mức giá từ 3,5 triệu cho đến 20 triệu trên một bộ. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn phối ghép, quý vị và các bạn hãy gọi theo một trong hai số điện thoại này. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video clip vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.